TikTok Awards Việt Nam năm 2020 có gì? Có mẹ cám Võ Thành Ý đây, trời ơi, rất là đáng yêu luôn á mọi người ơi. Tiếp theo chúng ta hãy cùng gặp gỡ với Khánh Vân và anh Chí Thiện. Đẹp lắm luôn mọi người ơi, hot girl Trần Thanh Tâm đây rồi. Virus bên ngoài siêu đẹp trai luôn mọi người ơi. Ai đây, Đình Nam. Xuân Mạnh con bướm Xuân đây rồi, yeah. Và tiếp tục Thảo Mai cùng với mẹ cám và Xuân Mạnh nào. Ngọc Trinh và Đỗ Lâm đây rồi mọi người ơi, thật sự thì rất cuốn hút luôn. Chúng ta hãy cùng điểm mặt những anh tài của chúng ta nha, mọi người kể tên xem nào. À, Ngoại Vũ Hà và anh Đàm Vĩnh Hân thật sự rất là thần thái luôn nha mọi người. Tới lượt tụi tôi rồi nè, đẹp trai không? Hiếm lắm mới có dịp được gặp mẹ cám Võ Thành Ý nên là tranh thủ bắt cóc học hỏi kinh nghiệm làm TikTok để như thế nào mà có được kênh 7.6 triệu followers. Tiếp theo chúng ta cùng gặp Giang Kim nào. Hello chị Diệu Nhi, hôm nay siêu ngầu, idol mặn mòi của tôi. Phụ Đình Nam một chút trước khi cậu nhỏ lên sân khấu biểu diễn nào. Hôm nay sẽ là một phần trình diễn rất là đặc biệt của Nam và các bạn hot TikToker, mọi người chờ đón nha. Chương trình chính thức bắt đầu rồi và mở màn là những màn nhảy lại tất cả những hot trend trong năm 2020 trên TikTok. Và MC của chương trình là Trấn Thành, quá đỉnh luôn mọi người ơi. Đại diện của TikTok Việt Nam đang phát biểu để mở màn cho chương trình. Và tiếp theo là phần trao giải cho TikTok Master S3. Chúng ta hãy cùng nhìn ngắm những gương mặt thắng giải nha. Việt Mỹ kìa, thật sự Việt Mỹ rất là đẹp trai luôn mọi người ơi. Và tất cả mọi người chiến thắng, tất cả những hạng mục này đều vô cùng xứng đáng và tài giỏi luôn. Chúng ta sẽ đến với phần trình bày của Hồ Quang Hiếu, một nam nghệ sĩ có kênh TikTok rất hot đúng không nào. Và phần trao giải cho vũ điệu Rửa Tay cho anh Quang Đăng và ekip. Và các khúc được cover nhiều nhất trên TikTok trong năm 2020 chính là Em Không Sai Chúng Ta Sai, Eric Life như nút đĩa luôn mọi người ơi. Thật sự tự hào vì anh trai của Ngô Đình Nữ đã thể hiện rất là xuất sắc phần trình diễn của mình cho buổi tối ngày hôm qua và nhận được rất là nhiều lời tán thưởng của tất cả mọi người. Yeah! Giải thưởng nữ nghệ sĩ của năm đã thuộc về Chipu. Và nam nghệ sĩ của năm không ai khác chính là Mr. Đàm. Team nghệ sĩ giành chiến thắng team của năm đó chính là Ngọc Trinh và anh Đỗ Long cùng với Quỳnh Thư và Lê Hà. Tiếp theo là hạng mục những nhân vật truyền cảm hứng trong năm, mẹ cám đang xuất hiện trên sân khấu kìa mọi người ơi, rất là đáng yêu luôn. Mocha chó điên của mọi người đây rồi. Và anh chàng họa sĩ siêu mờ lem của chúng ta, Việt Mỹ. Và anh chàng chăn bò so y tiết cũng rất là bản lĩnh trên sân khấu nha mọi người. Cuối cùng thì giải thưởng nhà sáng tạo truyền cảm hứng trong năm đã thuộc về so y tiết cùng với Angela Tường Vi, rất xứng đáng. Tiếp theo là màn trình diễn vô cùng đầu tư và nóng bỏng của Chipu. Và tới một kết thúc chương trình đầy màu sắc của Mr. Đàm. Cảm ơn TikTok Awards đã mang đến những giây phút vô cùng thăng hoa và ý nghĩa cho tất cả những người tham dự chương trình. Thầy Bell xin được cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành với thầy Bell trong năm 2020 và thầy Bell sẽ còn cố gắng hơn nữa. Yêu mọi người rất nhiều.